Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác sơ tôi vội vã trở về. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi. Thương lắm, thương cực. Tôi với anh Quang thì là người cùng thời. Cái cảm nhận của chúng tôi về Hà Nội là một cái cảm nhận sau một cái thời vất vả, gian khó như thế nào. Ca khúc đầu tiên anh biết Hà Nội chính là anh phổ thơ của Phan Phụ. Vì bài ấy anh phổ năm 88. Em Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sen, con đường vắng dì dào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ tao không xuống vai. Thế là khi Phú Quang viết cái bài Em ơi Hà Nội phố, anh hát cho tôi nghe. Và có lẽ tôi là người ở Hà Nội đầu tiên nghe bài hát đó. Hát tại nhà tôi. Thì khi nghe xong thì tôi nói rằng là đã nguôi được nỗi nhớ chưa? Những tác phẩm về Hà Nội của Phú Quang ở đâu đó nó cứ bị buồn. Tại sao nó buồn? Viết về một cái sự khắc khoải của một người con sinh ra tại Hà Nội, sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà yêu Hà Nội đến tận cùng. Không có ai làm bài hát về Hà Nội nhiều như Phú Quang. Và tôi đã từng viết một bài về Phú Quang, tức là Phú Quang trong một nỗi nhớ rét. Cho nên anh viết cái bài Nỗi nhớ mùa đông, anh phổ thơ của Thảo Phương cũng rất là hay. Đấy. Mùa thu cây cầu đã gãy. Gửi lại em 24 lối công viên. Tình khúc 24 là một bài hát viết về Hà Nội, về tình yêu và sự lãng mạn của những con người Hà Nội, nhưng lại không có một chữ Hà Nội nào ở trong bài hát cả. Anh giữ lại cho anh. Và phải nói rằng anh Phú Quang là một cái người phát hiện ra được những bài thơ hay của từng thời kỳ. Tại sao anh Quang anh phải phổ cái bài thơ Chiều không em của tôi? Mà bài này cũng nói trước là ông Huy Du đã phổ rồi. Đấy, đấy là một câu chuyện rất hay. Thế thì Quang bảo khóc, ta sẽ phổ theo kiểu của ta. Trong cái âm nhạc của ông Huy Du là nó rất hay, nhưng nó vẫn có cái sự rơi rớt của một Hà Nội cam go, đói khổ ngày xưa. Thì Phú Quang là bay bổng hơn. Phú Quang là thoát được cái đó. Chiều không em, chiều buồn không em. Trái tim ta, anh em bên thường. Chiều không em, câu ca vàng sương khói. Biết về đâu, em anh nhớ mà quên. Tình yêu của những người đi xa Hà Nội và tình yêu của những người coi Hà Nội là trái tim của đất nước. Có những người chưa gặp Hà Nội bao giờ nhưng mà họ vẫn yêu Hà Nội như một cái gì đó. Thì cái âm nhạc của Phú Quang nó đáp ứng được điều và dành cho toàn bộ dân tộc này, vì Hà Nội nó là trái tim của đất nước. Trở về cùng tháng năm xưa, sau những con đường dẫu dãi nắng mưa, em buồn nghe lá chung chiều mưa xa dâng kín phố dài.